Hello, xin chào các bạn nữ. Đây là video dành cho các bạn. Và như từ tiêu đề thì các bạn có thể thấy ngày hôm nay chúng ta cùng nhau nói về Elizabeth Arden Whitey. Ở trên tay mình đây đang là hai phiên bản EDT đây. Và phiên bản này là phiên bản EDP. Năm ngoái thì mình đã từng review chai EDT này ở trong lít nước hoa mùa hè giá rẻ năm 2023 rồi. Đường link đâu đó sẽ hiện lại ở trên này. Và nếu như mùa hè năm nay các bạn thấy chai nước hoa phiên bản EDP này hot hơn, mình nghĩ là nó cũng sẽ hot thôi. Sắp sửa thì đến hè nắng nóng, đặc biệt là giá thành cũng rất là dễ chịu nữa, thì chai này nó cũng sẽ rộ lên. Và nếu như bạn đang lăn tăn giữa hai lựa chọn này thì video lần này chúng ta hãy cùng nhau bóc qua về hai em này, xem có sự khác biệt về phần mùi hương, dung tích, thiết kế chai cũng như là cái phần hiệu năng hay không. Thì hy vọng đây là một cái góc nhìn mới để cho các bạn có thể dễ dàng lựa chọn hơn. Bắt đầu nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về phần ngoại hình. Cái phiên bản EDT như các bạn có thể nhìn thấy ở cái cam bên này, nó là một cái phiên bản ở phần dưới làm thủy tinh trong và lên trên thì nó có phần mờ đục. Nhưng có một cái các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy, đó chính là dù là thủy tinh trong ở trên, nhưng cái việc mà các bạn nhìn thấy cái lượng nước hoa còn bao nhiêu nó không hề khó khăn một chút nào. Chỉ cần có một tí ánh sáng thôi là các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy được. Và cái phần nắp này cũng là cái phần nắp màu trắng để có một cái sự đồng bộ tất cả, và chữ màu đen rất là tối giản. Còn đối với cái phiên bản EDP này thì chúng ta cũng có thể nhìn ngay bằng mắt thường là có cái sự nâng cấp hơn về thiết kế chai. Mặc dù ở đây thì cái nhân mình đang soi lên cái đèn thì mình không nhìn thấy lượng dui ở trong nữa. Đây là một cái mà sẽ làm cho các bạn khó khăn hơn trong cái việc là quá trình sử dụng, không biết là chai nước hoa của mình còn bao nhiêu đó. Nhưng mà với cái phần sơn làm như thế này, nó có phần hơi lì một tí nhá. Mình có cảm giác là nhìn cái chai nó fancy hơn, kể cả cầm, chất liệu cầm nó khác nhau nhá. Ở đây có một cái độ lì nhẵn tay hơn. Còn cái phần chữ của chai nước hoa này là chữ màu vàng, và cái phần nắp này cũng là phần nắp màu vàng luôn. Chai này là chai gốc nhưng mà các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy đó là cái phần nắp này, mặc dù cái chai này có 10ml thôi, nhưng cái phần nắp nó vẫn không hề bị bay đi một chút mạ sơn nào cả. Đây là một cái điểm mà mình thấy rằng là đánh giá riêng về thiết kế của phiên bản EDP thì nó có phần nhìn xịn sò hơn so với cái phiên bản gốc. Còn về dung tích chai thì đều là chai như nhau, có chăng thì làm cái phần đáy dày hơn thôi. Cái phiên bản EDT nó có xu hướng cao hơn một tí vì cái phần đáy dày, còn phiên bản này tôi nghĩ là nó làm sát đáy luôn nên là rơi thì cũng hơi ghê tay đấy. Đó, không có khác gì nhau nhá, về chắc là tôi nghĩ là cùng một khuôn thôi, khác tí sơn. Đó. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đi đến phần quan trọng nhất, đó chính là về phần mùi hương. Cả hai sáng tạo này đều được Rodrigo Forgut là người làm mùi, và theo như ông truyền tải thì cái phiên bản EDP sẽ là một cái phiên bản đậm đà hơn về từ thiết kế cho đến kể cả phần mùi hương cho đến phần hiệu năng. Và nếu như bạn chưa biết thì Rodrigo là một người làm khá nhiều những sáng tạo cho nhà Elizabeth Arden, trong đó thì có bộ Green Tea cùng rất nhiều những flanker khác nhau. Và cái bộ Green Tea cũng có một vài con mùi khá hay ho, nhưng mà bị một cái là cái phần hiệu năng của cái bộ Green Tea đấy thì có phần hơi kém. Nhiều mùi thì chúng ta chỉ xịt được khoảng tầm 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi, căng 2 tiếng ở trên da thôi. Nhưng mà nếu như các bạn thích hai phiên bản này, một trong hai, thì các bạn hoàn toàn có thể thử qua cái phiên bản Green Tea những flanker khác nhau. Thì mình thấy rằng là nó khá là chung gu, tại vì cùng một người làm. Về phần mùi hương của cái phiên bản EDP thì khi mà các bạn vừa mới cầm em nó, các bạn xịt ra như thế này. Đây. Mình xịt trực tiếp luôn, tại vì thực ra tôi rất thích mặc cái mùi hương này. Mấy ngày hôm nay tôi mặc mùi này liên tục. Thì khi mà mùi hương nó vừa mới ra khỏi vòi, chạm trên da và làm ướt da của mình, một cái cảm giác vô cùng sảng khoái. Một cái cảm giác của một cái vai mùi cam quýt rất là tươi rọi, rất là kiểu đẫm nước xuất hiện ở trên da. Các bạn biết đấy, cảm giác này nó giống như kiểu là cái cảm giác khi mà một lần đầu tiên mình ngửi từ cái phiên bản Light Blue EDT của nữ nâng cấp lên cái phiên bản Light Blue Intense. Và nếu như các bạn chưa xem Light Blue Intense thì mình nói rằng là Light Blue Intense nó như kiểu là những cái ngày hè chúng ta nhảy vào một cái xô đá hoặc là một cái bể đá hoặc là một cái bể bơi vậy, một cái cảm giác kiểu sảng khoái bút tận óc luôn. Thì con Elizabeth Arden Whitey phiên bản EDP này khi mà mình
chuyển từ cái phiên bản EDT này lên thì mình cảm thấy rằng cái cam chanh, cái cam quýt của nó làm rất tươi, rất là mát, chân thật và xứng đáng là một trong những chai nước hoa mùa hè. Nó khác hẳn so với cái phần top note của cái phiên bản EDT luôn. Và sau khoảng tầm 10 đến 15 phút thì cái sự tươi sáng của cam quýt nó bắt đầu nhẹ nhẹ dần xuống một xíu. Và lúc này thì các bạn nhận thấy cái bay mùi của hoa hồng xuất hiện, một chút ngọt, và nó tạo nên cái mùi hương có một cái độ smooth, cảm giác một cái sự mềm mại. Nó giống như kiểu mà các bạn mua những cái đóa hồng vào những ngày mùng 8 tháng 3, đặc biệt là những cái đóa hồng to đùng với những cái cánh bản to dày, và cảm giác khi các bạn sờ tay lên nó có một cái độ mượt dày, cũng như là một cái cảm giác lạnh lạnh khi mà có ai đó vừa mới tưới lên những cái cánh hoa vậy. Và mùi hương này thì lúc này nó làm cho mình thực sự là có cảm giác đây là một mùi hương dành cho nữ giới, nghiêng nữ giới rất là nhiều. Nhiều khi tôi nhìn em nó xong tôi xịt em nó mấy ngày tôi test ấy, tôi bảo mùi hương này mà nam tính thêm một tí, đừng lên hồng quá nhiều, thì tôi nghĩ rằng là đây sẽ xứng đáng là một trong những chai unisex. Nó cũng ngang phèo với những chai giá rẻ đâu đó tầm 1 triệu đồng, cạnh tranh hoàn toàn thừa sức luôn. Và dần dần thì các bạn sẽ thấy hai cái nét hương chính, đó là cam quýt cùng với cái nét hồng ngọt xen kẽ nhau, cứ đưa đẩy nhau. Và để rồi những gì còn lại cuối cùng ở trên da thì các bạn sẽ thấy một cái bay mùi có xu hướng ấm, hơi xạ nhẹ. Nhưng mà đối với mình thì từ cái việc là các bạn xịt thấy mùi Elizabeth của Adam Whitey phiên bản EDT sang cái phiên bản này thì các bạn sẽ làm một cái phiên bản nâng cấp nhiều hơn về trái cây, về hoa và giảm bớt xạ. Thế nên là nếu như bạn nào thích kiểu xạ sạch sẽ, thuần thì các bạn hãy mua phiên bản này. Còn nếu mà các bạn thích một cái mùi tươi mát, kiểu mùi dày hơn hẳn và nhiều nét hoa ngọt nữ tính hơn thì đây sẽ là một trong những cái mà các bạn sẽ cực kỳ hài lòng ở phân khúc của nó. Về phần hiệu năng thì Elizabeth Arden Whitey phiên bản EDP đây ngày hôm nay thì nó có một cái độ tỏa hương ban đầu khá tốt, đặc biệt là trong vòng 1 tiếng đầu mùi tỏa cực kỳ rõ rệt mà không hề gây cái cảm giác khó chịu, vì nó vẫn thuần là một mùi cam quýt xanh trên một cái bay nền là hoa nữa. Còn đối với cái phiên bản này EDT thì nó có phần tỏa nhẹ ngay từ phần ban đầu. Và về cái độ lưu hương ấy thì Elizabeth Arden Whitey phiên bản EDP nó cũng có một cái độ lưu hương tốt hơn, trên da mình nó trung bình khoảng tầm 5 đến 6 giờ. Còn đối với em này riêng về cái độ tỏa cũng đã ở mức trung bình ngay từ ban đầu, nên là càng về sau thì nó có phần hơi lép vế so với phiên bản EDP đó. Thực ra thì ở trong hai chai nước hoa này để được lấy cảm hứng từ trà, nhưng mà nếu như bảo là cái phiên bản nào rõ trà hơn thì với cá nhân mình ấy, em này nó sẽ lên kiểu cái mùi sạch sẽ, có một tí bay trà thoảng nhẹ ở đầu. Còn ở trong EDP thì cái hương trà nó được làm theo hơi hướng là nó tạo thêm một cái dư vị xanh cho cái mùi cam quýt. Nghĩa là các bạn không chỉ đơn thuần ngửi thấy cái mùi thơm của cam quýt nữa, mà các bạn sẽ ngửi thấy nó như kiểu là những cái quả cam, quả quýt nó hái còn nguyên cảnh ấy. Các bạn sẽ ngửi thấy thoảng một chút nhẹ nhẹ cái nét xanh. Và cái nét trà đây nó không phải là cái hơi hướng kiểu trà khói đắng, khó ngửi, mà nó giống kiểu cái hơi hướng trà ở trong những cái con như kiểu giờ vu long của nhà Giorgio Armani đó. Thì đây là một trong những con là cá nhân mình nghĩ rằng là nếu như mà ở cái phân khúc của nữ, mình cũng không phải là thử quá nhiều của nữ, nhưng mà nó xứng đáng là một trong những con quốc dân của nữ, có thể so sánh ở phân thấp hơn so với La Blue phiên bản Intense của nữ đó. Em này chắc chắn là cũng sẽ nằm trong list nước hoa mùa hè giá rẻ dành cho nữ vào năm 2024. Và cuối cùng cái mà các bạn quan tâm đó là có đáng mua hay không, và hai chai này có khác nhau về cái phong cách ăn mặc hay không, thì mình sẽ trả lời rằng hai chai này gần như rằng không có sự khác biệt quá nhiều về phong cách ăn mặc. Chỉ đơn giản là những ngày nào bạn cần một cái sự sạch sẽ với một cái độ quả nhẹ nhàng, không quá là ào ạt khiến cho những người xung quanh có thể ngửi được mùi hương của bạn, thì bạn có thể lựa chọn EDT, đặc biệt là những fan của xạ đó. Còn mình nghĩ rằng là nếu như bạn xịt nước hoa để ra đường và các bạn muốn cho người khác biết là tôi đang mặc gì, tôi có gu và tôi biết rằng mùi hương nào phù hợp với thời tiết nắng nóng, thì cái phiên bản YT EDP là một trong những cái phiên bản mà mình nghĩ rằng các bạn hoàn toàn có thể thử. Đấy, hiệu năng thì cũng rất ổn, cũng đủ để khoảng cách những người xung quanh, như kiểu ngồi nói chuyện với nhau một như này, cà phê, trà đá hay là kiểu lướt qua, thì các bạn vẫn có thể ngửi được cái mùi hương của cái phiên bản EDP. Và đối với mình thì mình nghĩ rằng là với các bạn trẻ nữ tính nữa thì các bạn sẽ cực kỳ phù hợp với cái phiên bản EDP này. Và
về cái phong cách thì chắc là không quá khác biệt đâu. Ngày nào muốn nữ tính thì mua phiên bản này thôi. Còn hỏi mình rằng cái phiên bản nào đáng mua, cá nhân mình nghĩ rằng thời điểm hiện tại, đặc biệt là với cái thời tiết bắt đầu vào đầu mùa hè như thế này, chưa quá nóng, thì đây là một trong những cái phiên bản rất ok. Và như tôi cũng hay nói nữa, đó là với các chị em phụ nữ thì các chị em được quyền sử dụng những cái mùi hương nó có phần đậm hơn so với nam giới. Thế nên là dù là phiên bản nào thì cũng rất rất ổn. Chỉ đơn giản là bạn thích cái gì hay không, và bạn thích cái gì thì mình cũng đã nói ở trên là cái sự khác biệt như thế nào rồi. Hy vọng rằng là các bạn có thể qua cái video này có thêm một cái góc nhìn mới để có thể đưa ra cái lựa chọn phù hợp với tầm giá tiền của bạn. Vì hai chai này tôi thấy đâu đó đều khoảng tầm 1,5 triệu, rất rất rẻ để các bạn có thể mua blind buy cả một chai 100ml, hoặc là mua tặng làm quà cho đồng nghiệp, anh chị em các kiểu. Đó. Mùi này thì tôi thấy tôi cũng khá là thích xịt trong mấy ngày nay luôn. Một trong những con hiếm hoi mà mặc dù là có hơi hướng kiểu hơi dành cho nữ một tí, nhưng mà tôi vẫn thích là mặc giống kiểu light blue intense của nữ của nhà D&G ấy. Đó. Và nếu như các bạn từng thử qua hai mùi hương này thì rất là mong các bạn có thể chia sẻ cảm nhận cái sự khác nhau, xem là chúng ta có sự đồng điệu về phần mùi hương, cái sự khác biệt giữa hai em này hay không ở phía dưới phần bình luận nha. Rất là khuyến khích các bạn có thể bình luận thật nhiều để đẩy cái tương tác cho video hiện lên nhiều hơn cho mọi người cùng biết. Còn bây giờ thì xin phép xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.